Đem câu đỏ dập cho anh em à. Đem câu đỏ dùm nha anh em. Hello, chào em Đạt nha. Chào em trai. Có quảng cáo xem buồn quảng cáo với anh Nhân Đạt. Cảm ơn em nha. Xong một mang rồi đó. Đế đi đơn không có nào chịu đi SB hết anh em. Xin ai đi học hết sao kỳ vậy ta. Cái nữa anh em. Nó có hai AD lát game quýnh mệt lắm. Chịu không nổi đâu. Nó có B khó chịu. Vì nó hai trâu bò mà đó. Đổi đường. Trong cú nội quanh heo đó đi qua đây chết, qua đây đi qua bên kia chết, bên kia ông nội ơi. Rọc nổi không nè. Ở đây không dụ nó trời. Dụ ăn cái mạng khí của nó luôn nè. Ôi ơi, dùng ulti không kìa, dùng cái dùng cái bất tử không kịp anh em. Có con tàng hình nó khó chịu à. Bana mà nét gì. Trận này khó ăn anh em à, khó ăn, không ăn nổi. Không có B là không chơi được đâu. Thank you.
nó không có SP mà không có linh nhẫn rồi sao chơi, sao chơi cái con đó. Hello, chào Kim Mobile nha. Chào em nha, Kim Mobile. Cái này không có máy, hai máy điện thoại nên không có coi comment cho anh em được, có để về coi anh em ơi. Anh em vào xem có thấy quảng cáo anh em xem ủng hộ giúp anh nha. Cái trận này là thua chắc nữa rồi. Muốn cho vui thôi chứ trận này thua rồi, nó không có đi B sao chơi. Nó cái trận ngon thì lại không không có SP. Con tướng tàng hình nó khó chơi, khó chịu. Hay lắm, hay lắm, hay lắm anh em. Đó, trụ bên kia hai tê không có ôm nổi nè. Chết mẹ rồi. Chết tôi. Rồi lâu quá không gặp mấy đứa con cũng nhớ con quá ra con trai à. Này chắc học hành nhiều quá à. Nó có cái màn hình khó chịu quá. Chào chào chào. Chào Quang nha. Chào Quang Béo. Có vào xem thấy ủng hộ, có quảng cáo ủng hộ ba nha. Xem full quảng cáo với ba nha. Trận này phải có SP là ok luôn, ok con dê luôn. Cũng lâu thiệt. Rồi ba có một máy nên ba coi comment như vậy nha các con trai. Vậy tắt nha, tắt lát đọc nha, tự gì vô cũng không biết ai ai hết. Có cái con tướng mới khó chịu quá. Vì có cái con bay nè tàng hình khó chịu quá. Rồi bên đây không có SP nữa. Đi mà đi mà không chịu đi SP mới tức chứ. Bà của nội mày, mày bắn sao con hai tay nó tay trước chứ dứt gấu. Thôi có con tàng hình nó khó chịu.
Chú con nó tàng hình khó chơi thôi. Phải có nào lên nhẫn, lên nhẫn anh em, lên nhẫn là chơi được. Này phải có comment nè cho anh em nói chuyện được coi được chơi chứ. Anh em cho mình hỏi nha. Thôi anh để ba nói cho nghe nè, tương tác là lấy ạc chính đi, xem 5 phút like comment không sao hết, đừng có lấy ạc phụ. Không hiểu không? Đừng lấy hạt phụ, hạt phụ là mình không có tương tác với ta đâu. Mày lo mày chạy đi, mày lo mày chạy đi. Mày chạy đi con trai. Thôi đi để bà tắt đèn cái. Mày chạy đi con trai. Mày chạy anh em. Xong ra nó quýnh mình cái bất ngờ luôn. Chạy đi con trai. Chưa thấy nó đánh như thế nào cũng chưa biết. Tự nhiên mới thấy thì chiều chuẩn bị tướng nó chuẩn bị ra phải không? Nó ở trong bảng như là nó ở trong cái bảng cái bảng test á. Cái bảng test á, nó ở trong cái bảng test nó mới chuẩn bị ra nữa hay gì á. Chủ yếu bắt được cái con Mai Nè đó đó. Ngon là ngon, thơm bơ nè, thơm bơ nè. Được hai con trai. Tiến lên luôn em. Luôn nè. Bên kia có thằng hay sao á. Rồi bắt đầu mạng nó có vấn đề rồi đó, nó hơi giật giật rồi đó. À, cái máy này yếu quá, máy này hơi yếu, chơi lâu lâu sợ nó